phẩm Beauty Plus này. Thuốc Beauty Plus này á thì cái công nghệ trắng da của nó vượt trội so với lại cái Beauty 99 lúc trước. Đây là Beauty Plus. Mọi người thấy không? Và cái chai này là chai Beauty Plus là mới ra đây thôi, và cái này là trắng gấp 3 lần cái loại này là cũ. Ê, mọi người có thấy là Sam uống cái gì không? Chắc là mọi người cũng sẽ quen với cái này đúng không? Tại vì Sam uống cái sản phẩm này cũng được vài tháng rồi. Tháng này là tháng thứ 4. Phiên bản mới của Beauty 99 là Beauty Plus đây ạ. Đó, đẹp da Giáng sinh, trung tình dễ bảo là nhờ Beauty Plus đấy ạ. Hôm nay Quỳnh Anh muốn giới thiệu cho mọi người cái loại này nè. Tại vì là Quỳnh Anh đang rất là phấn khích. Dạo này cứ đi ra ngoài là được khen là cái da của mình nó trắng hơn. Đây, cho mọi người xem, đây là cái thuốc, cái viên Beauty Plus nè. Đây là một cái viên thuốc mà Quỳnh Anh cảm thấy rất là tâm đắc từ bữa tới giờ. Thường có nhiều khi là mình phải uống viên trắng da nè, đồng thời nếu mà mình có bị nám thì mình sẽ uống thuốc trị nám nè, rồi mình phải xài chống nắng nè. Thì bây giờ mình không cần phải tốn tiền thêm nữa, mà mình chỉ cần tập trung hết vào một loại này thôi. Và nhiều khi buổi tối mình cũng không cần phải uống thêm cái collagen, bởi vì là cái này nó bổ sung collagen cho mình luôn. Uống trắng da này rồi dưỡng trắng da rồi ngăn ngừa lão hóa, và đặc biệt là ngăn ngừa cả ung thư da nữa. Beauty Plus là một cái gọi là công dụng thần kỳ lắm nha mọi người, đừng có xem thường một cái viên bé xíu như vậy nha. Nó có công dụng là sẽ làm cho làn da mình trắng da nè, và sẽ không có làn da đẹp, hiệu quả làm mờ các vết nám, các vết tàn nhang, hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang trên da gấp 3 lần so với Beauty 99. Cái tác dụng chính của cái Beauty này á là nó sẽ giúp cho mình uống, giúp cho trắng sáng da và dưỡng ẩm. Coi như đó là một loại thuốc để giúp cho cái làn da của mình nó sẽ hiệu quả tốt hơn. Và cái này á, khi mà mình sử dụng với những người nào mà người ta bị nám hoặc là bị tàn nhang thì nó cũng sẽ giảm thiểu rất là hiệu quả. Sản phẩm Beauty Plus này có một cái mà Ly cực kỳ thích, đó là cái Beauty Plus này nó cung cấp ẩm cho da. Da của Ly thì cực kỳ khô, cho nên Ly rất là cần cái độ ẩm cung cấp cho da. Và cái Beauty Plus này nó đáp ứng được cái điều đó cho Ly, là nó cung cấp ẩm cho da. Độ làm trắng của nó lên gấp 3 lần, và độ cung cấp độ ẩm nè, cũng như là mềm, mướt, mịn. Và có một cái thành phần rất là quan trọng trong đây nữa, đó là chống ung thư da. Bữa giờ thì Ly uống cũng được 20 ngày rồi mọi người. Uống được 20 ngày rồi mà da của Ly cải thiện rất là rõ rệt. Đến ngày hôm nay mình đang xài là ngày 20 rồi, ngày thứ 20 rồi. Cho nên là cái da của mình nó cũng trắng, nó mở thêm, nó mở ra. Và nó có cái độ trắng gấp 3 lần nha mọi người. Bình thường đó là những cái thuốc khác mà mình ăn uống thì nó chỉ trắng vừa thôi. Nhưng mà cái này mình tăng cường cái độ trắng đến 3 lần luôn. Và khi mình uống cái loại này là mình chỉ cần uống 2 hộp thôi. 2 hộp là mình đã da mình đã đẹp rồi. Khi mà với bản thân Chi thì Chi muốn đẹp thì Chi phải muốn nó xuất sắc luôn, Chi không muốn vừa. Nên thành ra là Chi mua hẳn một liệu trình 3 hộp. Đang sử dụng sản phẩm này bây giờ thì cũng đã dùng được mấy tháng rồi, được khoảng 3 tháng rồi, hết mấy liệu trình rồi. Thì mọi người thấy là cái da này không có mụn này, sáng đều màu da này, không bị nám, không bị tàn nhang này. Thơm có chứa các thành phần chính như Elavida chiết xuất từ trái ô liu xanh, Nutrition chiết xuất từ vỏ cam quýt. Hyaluronic acid là các hoạt chất an toàn mang lại nhiều lợi ích cho làn da của bạn. Không những có tác dụng chống oxy hóa, ngăn ngừa các tổn hại về da, mà còn có khả năng khôi phục các tác động của quá trình lão hóa và ánh nắng mặt trời lên làn da, đồng thời nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, sáng hồng toàn diện từ sâu bên trong. Lòng tin và sự yêu thích sản phẩm Beauty Plus trong suốt hơn 2 năm qua chính là minh chứng cho chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực không ngừng để mang đến những viên uống dưỡng da Beauty Plus chất lượng đến với người tiêu dùng. Hàng triệu khách hàng đã tin tưởng sử dụng và cho ra kết quả. Bạn thì sao? Còn ngần ngại gì mà không để Beauty Plus mang lại cho bạn làn da căng mượt trắng hồng để bạn luôn tự tin rạng ngời sải bước xuống phố?